Chào mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Nga Mi Trưởng đi Tống Kim liên server. Và cũng có nhiều anh em nói cô là cô làm về Nga Mi Trưởng đi coi như thế nào. Nhiều anh em cũng nhắn tin cho cô và comment ở trên YouTube nói là cô ơi làm về đoàn thị chỉ đi. Từ từ anh em, có ạc đây cô mới làm được anh em. Giờ chúng ta thử trải nghiệm một phái Nga Mi Trưởng trước. Nga Mi Trưởng thì trong cái phiên bản hiện tại nó được tăng cái lượng đam của cái chiêu đánh thường và cái chiêu số 4, giúp cho con Nga Mi này anh em thấy là nó dồn đam rất là ghê. Ghê vãi cái nồi luôn anh em. Nhưng mà khoan, chúng ta không có khống chế. Nên là con Nga Mi Trưởng của chúng ta hiện tại chỉ sốc đam hết. Không làm gì, không làm bất cứ cái gì được khó khăn cho người ta anh em. Nếu như đối phương bị khống chế, đối phương bị giữ lại cái kiểu con đà điểu không? Thì chúng ta có thể là chúng ta sốc đam đối phương ok. Nhưng mà nếu như mà đối phương mà người ta trâu cái hết cái sốc đam, giống như cái anh Jordan này mình đánh không vô máu, không có, không có sốc đam được, bắt đầu là ổng quay qua ổng bính mình như một khai mái luôn. Đó, rất là khó khăn luôn anh em. Bởi vậy là chơi con Nga Mi thì chúng ta bị bất lợi ở chỗ đó chính là tuy đam to nhưng mà không có khả năng sốc đam tốt được anh em. Đó, gặp mấy ông này ông né tới lượng học me luôn, sao mà chơi đúng không, né rất là ghê luôn. Vì vậy là dù sốc đam cỡ nào mà chúng ta không có khống chế thì chúng ta cũng sẽ rất là bị bất lợi. Anh em cũng biết là lộn lông cò, ông này server nào nhìn quen quá ta, hình như cũng là khách Kim Long mình đây. Tại mình đang hoạt động rất là mạnh mẽ ở cái cụm 129, 127, 129 đến 141 luôn. Bán Kim Long tài lẻ học vừa luôn anh em. Ây da. Mấy cái con sốc đa mạnh như là con Nga Mi Trưởng nè, như là con cổ mộ kiếm nè. Đó, thì người ta sẽ thích lựa chọn cổ mộ kiếm hơn Nga Mi Trưởng. Ngộ vậy đó. Tuy là cổ mộ kiếm bây giờ nó đã bị giảm đam nhưng mà người ta vẫn sử dụng cổ mộ kiếm. Vẫn sử dụng nha anh em. Tại vì nó sốc đam mà nó có thêm khống chế nữa nên người ta thấy là ok thôi, vậy mình cũng sử dụng con cổ mộ kiếm vẫn được. Cho con Nga Mi tuy là cái lượng đam của nó đã được tăng rất là nhiều ở cái chiều số 4 của nó, hay không? Tăng rất là nhiều luôn. Nhưng mà khả năng khống chế không có. Hết cái sốc đam mà không sốc được đối phương là đối phương có thể người đối phương là kèm lại luôn. Khá là nguy hiểm cho một phái Nga Mi Trưởng. Cái điều này là cô cũng đã góp ý với Vinagame. Mình cũng đã làm video nói về cái vụ này. Thì mình đang rất là mong chờ môn phái Nga Mi Trưởng của chúng ta sẽ được fit lại để có một chút xíu cái gọi là cái khống chế đi, để cho chúng ta sẽ ok hơn. Chứ bây giờ anh em thấy là nếu chúng ta sử dụng con Nga Mi Trưởng này nè và chúng ta sốc đam đối phương, đối phương không có bị gì cả, hay là đối phương lúc đó nó né được đi không, nó né được nó quay qua nó phản kẹo chúng ta là mệt lắm á, thiệt luôn. Chứ bây giờ không lẽ lấy cái con này đi chặn clone bính clone thì nó kỳ quá đúng không anh em. Mình phải canh những người nào mà ngang ngang với mình cái kiểu đó thì mình trời ơi bãi nồi thiệt, nó xịt được mình xịt nó cái nó khai nhảy kinh công rồi. Ác đạn ai da chạy. Bây giờ mấy phái theo dạng mà nó đi khống chế anh em, mấy phái đó sẽ được trọng dụng hơn. Chứ theo dạng của chúng ta thì khó lắm. Phải thấy. Thằng Minh Giáo Kiếm nó có khống chế anh em, ghê lắm. Bây giờ còn vài giây nữa thôi mình né chiêu của Minh Giáo Kiếm. Né chiêu được nè anh em, hên quá. Mình có được cái quá giải từ cái quan ứng á, rồi xịt chơi. Nó có chiêu né nữa kìa. Minh Giáo Kiếm nó có chiêu né nha, tỷ lệ né tấn công nội công á. Vãi cái nồi thiệt, mình né nhờ cái quan ứng mà nó né nhờ cái chiêu, nó khó chịu. Ôi bây giờ bị khống chế như cái máy luôn anh em. Lên được dưới 30 chậm máu nè, cái chiêu dưới 30 chậm máu. Thôi giờ giết đám này cả đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ từ từ cứ canh anh sao phục mà đấm. Cứ canh ổng mà đấm thôi anh em. Không có gì phải ngại ngùng e thẹn gì cả. Có khi nào mà tôi có một ông mới nè, Tiêu Ca. Đây anh Tiêu Ca này. Trời phải nồi nhảy khinh công được cày thế nhờ. Bởi vậy là anh em đánh là anh em phải chú ý nha, người ta có những cái kèo người ta nhảy khinh công né cái combo của mình. Mình là môn phái sốc đam mạnh nhất nhờ cái bộ combo của mình, mà đối phương nhảy khinh công cái coi như là lúc đó là mình phải lòi luôn đúng không. Này là chắc chắn là anh em nhìn thấy quá rõ rồi, nãy giờ mình bị hai lần luôn rồi. Đó là cái con Nga Mi này sốc đam cho nó là một cái, chỉ là một cái phụ thôi. Nó sẽ giúp cho con Nga Mi này nó có khả năng nó kết thúc người ta. Cái này là một trong những cái cần ở trong cái môn phái của chúng ta. Nhưng mà một trong những cái mà quan trọng phải có được
đó chính là cái khả năng khống chế. Không có khống chế thì thật sự là cái con Yami của mình nó cùi thiệt đó anh em. Đối phương nãy hồi nãy là mình chơi hai lần chiêu luôn, ngay hai ông luôn, mà chơi ngay cái lúc mà mấy ổng nhảy khinh công không à. Đó, mình hết combo mình đâu làm gì được đâu, cây vãi cả trưởng luôn. Mà đại combo nó đâu phải là nó hồi lẹ đâu anh em, combo này hồi cũng lâu một đúng không. Muốn sọc đam tốt thì phải có được cái chiều số 3, phải có được cái chiều số 4 mình sọc đam được tốt. Mà mình muốn sọc đam người ta mà mình chưa gì hết là mình chơi hụt người ta cái kiểu rồi đúng không, nó cũng kỳ đó. Sọc vòng này trời, ông có tỷ lệ né gặp phải cái nồi luôn, né gì kinh vậy ba. Mình giao kiếm anh em thấy là gặp mấy cái phái nội công nó đâu sợ đâu, không ngán, nó có tỷ lệ né tránh tấn công nội công mà. Căng thật sự mọi người, phản cái trước khi lên đường. Trời ơi, phản ngay cái con cung lôn không vậy? Thôi. Mà nó cái nó dưới 30% máu nó trâu vãi nồi. Trận này là lãnh huyết của chúng ta đã bị nhỏ rồi. À, ông lãnh huyết này là ổng ở bên server 135, ban chủ của bàn Khai Phong. Bàn Khai Phong là cái bàn mà được top 1 giải bàn anh em. Đó, khi mà chúng ta đã bắt đầu là chúng ta đánh trúng đối phương thì có khả năng sốc đam ghê lắm. Mấy con sóc đam như con Yami anh em phải cho nó là chí mạng, sẽ thường chí mạng cao, sóc mới sướng anh em, sóc lên tận ốc luôn. Ban Khai Phong này là ban top 1 giải bàn vừa rồi. Nay mình chúng ta được trải nghiệm cái hạt của anh ban chủ, anh ban chủ, anh ban Khai Phong. Trời ơi, ơi, ông kia còn nửa cây kìa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Má ơi, mình cây mấy vụ mà hút lóc cái kiểu á, đỉnh hưng nữa kìa. Phải cái nồi thiệt, phải cái nồi che. Ờ, định thân tiếp kìa, phải cái nồi thiệt. Đó, anh đẩy ra nữa kìa. Đẩy ra là một là của con cái bang bỏng, cái chiêu số 1 ác cẩu lăn lộ, hoặc là cái chiêu dưới 30% máu, cái lượng nghi chân khí của con cung lôn đau. Cái đó khó chịu vãi nồi luôn á, thiệt luôn á anh em, khó chịu vãi nồi. Mình không có không chế, mình đúng cây luôn á anh em. Người ta còn xíu máu mình không làm gì được luôn, ta còn xíu máu mình bị khống chế, mình đâu khống chế được ta đâu, ta cứ chạy là hết rồi. À, giờ chúng ta canh anh Tiêu Ca tiếp. Anh Tiêu Ca này nãy mình một combo mình sốc được ổng, còn cái ông Sao Phu thì mình chưa. Nãy giờ phà tạm đi. À, mình búp lượt cái chiêu số 2 là mình có được cái tấn công phần trăm hai mấy phần trăm, ok phết đó anh em, 20% đúng không, 21% cộng với đóng tấn công nữa là cái lực tay của chúng ta sẽ cao. Anh em phải build chí mạng, sẽ thường chí mạng nhiều anh em mới sốc đam được người ta. Đó, chơi sốc đam thì chỉ cần là chúng ta từ từ thôi anh em, không cần vội. Thấy mục tiêu nửa cây máu, đến lượng máu tử, nhào vô giết người ta là xong. Canh mấy ông võ đan đồ này nọ thì thôi mình trốn đi, tại võ đan nó ngũ hành cường quá cái kiểu ghê lắm, trâu nữa khó chơi. Mình canh mấy ông nào mà không phải ngũ hành cường quá, cái ông DK Thạch cho ổng lên đường luôn. Đó, mấy con yếu đuối như con đường môn là anh em phải tranh thủ liền anh em, dứt nó liền, yếu đuối là dứt nó liền. Đó, đứng phía xa xa thì mình đánh đam vẫn ok đúng không. Cái chiêu đánh thường của con này á, nó của con ngâm mi trưởng nó cũng được á anh em, tại vì nó gây 4 đam nữa đúng không, một đam này nè đó, và các đam kia, các đam của mấy cái tia cũng ok phết. Rồi thôi phà cho anh ấy về này ăn nghỉ luôn. Ô nhảy khinh công cái kiểu ghê với anh trai. U nhảy gần nhảy ba lần luôn, nhảy làm sao mà nhảy được anh trai. Con thiên dương dí và tôi hỗ trợ tôi bắt làm chậm nên sao nhảy được đó, dễ giàu gì. Hiện tại cô có bán thẻ xin chiết khấu nhanh chậm, bán kim long úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biểu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Đây đây, mình thử sóc anh này coi được không. Sóc không lên chí mạng là chúng ta không sóc ngon anh em, sóc phải lên chí mạng mới ngon. Anh này ảnh cứ thấy mình ảnh chơi vô mình cái ảnh bắt đầu ảnh chạy ra chỗ khác, tại vì ảnh cứ tập trung vô mình ảnh đâu đánh được người đâu. Đúng không? Còn mình giao kiếm là chủ yếu là nó sẽ đánh vô nhiều mục tiêu sẽ ok hơn, chứ đánh một người thì nó ủ cái chiêu. À, bây giờ là anh ấy đang bị khống chế rất là nhiều, và anh em thấy thế là anh ấy rất là trâu nha, tỷ lệ né tránh tấn công nội công trâu phải nồi luôn. Đây có một anh Khai Phong đó, Khai Phong trưởng anh cụ non lên đường luôn. Rồi tiếp tục là chúng ta kiếm những anh em cầm tay mà chúng ta hành thôi. Đi tống kiếm tôi không thích lên top đâu anh em, trừ khi tống kiếm tháng á
top và lấy được 10k kim bảo á. Thì cái đó thì tùy vào cái event của Vinagame. Event ở trên fanpage của Vinagame thì có khi là chúng ta tham gia thi đấu một phái liên server mà được hạng nhất thì sẽ được 10k. Còn nếu như trên fanpage không có thì sẽ không có 10k. Tương tự là tấm kim tháng cũng vậy. Lâu lâu thì Vinagame sẽ có cái event ai top 1 tấm kim tháng thì sẽ có được 10k, đúng không? 10k vàng. Còn nếu như mà cái lần đó không có cái event thì coi như là anh em top 1 cũng vậy thôi. Thì thường là lúc đó mình đánh những cái hạt treo là ok hơn. Mình tập trung đánh hạt treo để mình lấy quà, lấy 10k nó cũng ok. Còn nếu như mà những cái trận bình thường như thế này nè, mình test thì mình cầm cái hạt này hay cầm một cái hạt nào đó mình test với những anh em khác, coi coi cái hạt của mình nó như thế nào, nó có khỏe hay không, nó có ok hay không. Thì lúc đó là mình không có đánh mấy hạt nhỏ, để mình khỏi cần, mình không quan tâm đến mấy cái thứ hạng làm gì hết. Canh ví dụ canh ông sao phu, canh dí ông bính ổng, để cho ổng cái đậu xanh thằng cua. Tao nhìn là tao biết cách đánh này của mày rồi đúng không? Ví dụ vậy. Không chạy. Mình cứ quấy nhiễu ổng như thế này thì nó rất là ô sơ bật cơ anh em. Ê, trời chuẩn thị rồi. Trưởng vô hai ông này mới đúng nè. Cái chiêu số 1 á, của con Nga Mi trưởng này nó cũng ok phết anh em. Tại vì chiêu số 1 của nó theo dạng mà nó gây ra 4 lần đam, 5 lần đam, 4 lần đam, 5 lần đam. Sốc đam của con Nga Mi trưởng có đấy. Nhưng mà cái việc mà nó không có khống chế là một cái thiệt thòi quá lớn cho con Nga Mi trưởng này. Thật sự luôn. Quá thiệt thòi luôn. Trò cái chiêu số 4 anh em thấy không? Giải tán đâm đồng rất là tốt luôn. Rất là tốt luôn. Tại đam to lắm. Nó được búp đam mà nhưng mà không có khống chế, rất là tiếc cho nó. Anh kia là ảnh farm clone quá trời, anh hạng nhất nè. Mình thì không có farm clone, mình canh người mình đánh thôi. Đó, cái con Nga Mi trưởng nó chỉ vậy thôi anh em. Chủ yếu là cho anh em xem cái khả năng sốc đam của Nga Mi trưởng và cái thiệt thòi của Nga Mi trưởng là như vậy. Thiệt thòi Nga Mi trưởng là không có khống chế. Khi không có khống chế thì chắc chắn con Nga Mi trưởng của chúng ta nó sẽ rất là mệt, cực kỳ mệt luôn. Tại vì hết combo đâu làm được gì đâu, đúng không? Và khi mà muốn sốc đam đối phương mình cần phải đứng gần đối phương, mình chơi chiêu nó mới đam to. Trong hồi là chúng ta không đủ đam để sốc, mà chúng ta có khống chế được người ta đâu mà đối phương có thể mà đối phương bị giữ lại hay là mình áp sát được đối phương, đúng không? Nên là cái việc mà có khống chế nó rất là cần thiết cho cái con Nga Mi. Hy vọng trong tương lai thì cái chiêu đánh thường của con Nga Mi nó sẽ có thể có thêm bị thương. Có thêm bị thương là người ta bị cày giật chút xíu thôi. Chứ mà nhiều anh em nói là thêm định thân thì mình nghĩ không. Không nên có định thân. Định thân một cái là người ta bị đứng khá là lâu, nên là nguy hiểm hơn. Nên là mình nghĩ là bị thương là hợp lý. Bị thương tầm khoảng nửa giây thôi, cày giật nửa giây thôi là ok rồi, đúng không? Và cảm ơn Lãnh Huyết đã cho cô trải nghiệm một phải Nga Mi trưởng. Và hello anh em Ban Khai Phong nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sun Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.